Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một dự án khá là hot, đó là từ cái sàn VNC nhé. Đây là một cái chương trình airdrop đến từ sàn VNC, thì mọi người sẽ nhận được là 100 cái đồng token VNC. Thì hiện nay ở trên cái sàn VNC này thì nó đang list với cái giá là 0.7 đô la một token. Thì ở cái dự án airdrop này thì mỗi một rep thì mọi người sẽ nhận thêm được là 10 cái đồng VNC này, và nó sẽ dành cho 10.000 người chiến thắng vào đầu tiên nhé. Rồi ok mọi người, nó sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 5, cho nên chỉ còn có một tuần nữa là nó sẽ kết thúc dự án này. Và mọi người hãy nhanh chóng làm ngay cho mình nhé sau khi xem được cái video này. Rồi trước tiên mọi người bấm vào đường link ở dưới phần mô tả, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn Start để chatbot này. Rồi nhập mã captcha. Rồi tiếp theo thì mọi người chọn Join Airdrop. Rồi sau đó thì sẽ follow Twitter và tag 3 người bạn này. Rồi chọn theo dõi. Sau đó thì mọi người sẽ like này. Và tiếp tục là mọi người sẽ tag 3 người bạn cho mình. Rồi ok, quay trở về bot. Tiếp tục join vào kênh Telegram của nó. Join này. Rồi, mọi người chào nhau một câu trong này nhé. Rồi, quay trở về này. Tiếp tục join tiếp vào kênh channel. Rồi, ok, quay trở lại. Sau đó thì bấm chọn Submit. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ gửi cho nó profiling của Twitter. Mọi người sẽ copy cái vòng chữ Twitter màu xanh này. Rồi ok, nhập vào đây và sau đó thì sẽ xóa cái username của nó nhé. Nhập username của mọi người vào. Rồi tiếp theo mọi người sẽ nhập username của Telegram. Rồi mọi người sẽ gửi username này. Tiếp tục là gửi tiếp username của Telegram. Mọi người copy luôn nhé cho nhanh. Rồi sau đó thì mọi người sẽ gửi địa chỉ ví PEP 20. Ok, chọn gửi. Rồi ở đây thì mọi người bấm chọn vào balance kiểm tra số dư này. Rồi thì mọi người sẽ nhận được 100 cái đồng VNC này nếu mọi người nằm trong 10.000 người chiến thắng nhé. Rồi thời gian kết thúc của nó ngày 30 tháng 5. Và sau đó thì nó sẽ list cái danh sách những người chiến thắng trong vòng 3 ngày khi nó kết thúc cái airdrop này. Rồi, thời gian phân phối thì sau đó một tuần nhé. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.